Chào anh em, hôm nay mình làm cái video này mình quay một số chim lên để anh em có anh em nào cần thì sẽ liên hệ mình nha. Đây hôm nay thời tiết ở mình nó mù nè, nó lạnh cho nên là mình để chim trong này mình xử luôn, mình không đem ra ngoài tại vì nó gió. Đây là ba con bạch nâu anh em này. Hôm trước có nhiều anh em dạng bạch nâu mình không không nhớ anh em nào. Đây để mình quay cho anh em xem nè, anh em nào cần thì liên hệ mình nha. Đây để nó đang bị nhỏ không lấy nét được này. Đây anh em, ba con bạch, ba con này thì lúa nông thì không biết trống mái nha anh em, lúa nông thì không biết trống mái mà ba con này bộ nó cũng đẹp lắm. Đây có một con sắt này thì nó lem nhẹ trên người nè, nhưng mà lem kiểu này thì mình nghĩ là sau này nó thay lông ra nó hết thôi anh em, tại vì bố mẹ nó bạch tinh á, chỉ lem phớt phớt thôi đó. Mấy con này thì lúa nâu 6 triệu một con nha anh em. Này, mấy con này màu cũng đẹp lắm, đợi để quay gần cho anh em xem, tại vì lúa nâu là mình không 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 có xét nghiệm. Rồi mình để đây ba em này, hôm trước như mình có ba em này, có nhiều anh em hỏi, nhưng mà mình bán lúa nông á là anh em nào hỏi là mua luôn á thì mình mới nhận tiền nha, mình nhận chứ còn anh em nói là cọc trước rồi để một tuần sau mới lái thì mình không có bán, tại vì cái lúa nông này á là mình bán chim nhỏ như bên này nè, hoặc là nằm tổ gọi là lúa nông. Chứ còn bây giờ chim nó lớn rồi nè, cho nên là mình anh em nào ví dụ như đưa tiền á 1-2 ngày chuyển thì được, chứ còn anh em nói có tuần thì mình không nhận nha. Đây hôm nay cái bữa đó mấy anh em dặn, nhưng mà hôm nay nó lớn rồi anh em nè, hôm nay nó bắt đầu nó tập ăn chuối rồi. Con này đẹp lắm nè, con này chắc trống nha anh em, con này chắc trống, con này nó bụng nó to hơn con kia, nhưng mà ba con này là ba con khác ổ nha anh em. Con này là con của con này gấu trúc nè, con này là con cha của con gấu trúc ghép với con mái ghen đại bàng, nó ra con này. Đây nó ra con này là cổ trước, còn ổ sau anh em nè, mình ghép trứng á cho nên nó nhanh. Đây ổ sau, đây ổ sau của nó rất là đẹp luôn. Để mình đem ra ngoài đây cho anh em xem. Cái này thì mình chưa bán tại vì để nó đứng cầu nó lên bộ ra sao đó. Ba con gấu trúc này nó chuẩn lắm nè. Đây, tại vì cái dòng gấu trúc của mình á sau này có thể đúc ra được đại bàng nha, tại vì nó ra đuôi trắng nhiều. Con này thì đầu trắng nè, đuôi trắng nhiều nè. Con này đẹp nè. Mấy con này thì giá cao nha anh em, nhưng mà phải để nó đứng cầu rồi mình mới bán được. Con này thì đuôi phun trắng luôn. Con này là đuôi phun trắng luôn. Đuôi nó trắng hết đầu, mưa đầu. Còn con này á, ba con này là một tổ này, 1, 2, 3 con này tổ, nhưng mà con này sao không biết nó nở ra cách 2 ngày hay sao á, sau hai con này 2 ngày. Còn con này không phải, con này là con của con trống chịch dậu với lại con mái rừng á. Con trống chịch dậu nó thay lông cho nên nó đạp mái dính được cồ được có một con à. Con này cũng đẹp, con này cũng đầu trắng đuôi thì ít trắng nha. Đây bà con có trúc này chuẩn lắm em, nhưng mà mình phải để cho nó lớn lớn xíu mình mới bán được. Quay cho em xem này, vì cái dòng có trúc mình á, mình có thể đúc ra gấu trúc và đúc ra đại bàng, như con này là đại bàng rồi nè, tại vì cái đuôi nó trắng hết. Đầu để mình quay lại cái chim này cho anh em xem nha. Đây mình quay từ trên xuống nè. Mấy con này á, sau này anh em lấy ghen á, anh em về đúc ra gấu trúc đẹp lắm. Mình cũng đang tính để lại vài con mái, tại vì mình đang thấy cái vị của mình trống nó nhiều. Nhưng mà thôi để mình bán cái này lứa, tại vì con gấu trúc của mình nó còn đẻ nè, nên mình không quan trọng. Con này đẹp lắm nè, con này to con. À,
Đây được con này thì con này cũng gấu trúc, nhưng mà con này là con cha gấu trúc, con cha gấu trúc mà con mẹ bạch tinh. Nó ra như thế này đây này, nó ra phớt 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 như thế này. Còn con này là ghen đầu trắng nha, con này cũng nhỏ, con này chắc con này là mái này, hai con này mình đoán là mái này. Đây con này, con này là ghen đầu trắng nè. Anh em nào lái luôn như thế này về nuôi, mình để con này 8 triệu nha, con này 8 triệu, con này, con này cũng 8 triệu nha anh em. Con phớt đây này nè, con này 12 triệu nha, con này 12 triệu. Đấy, đó anh em. Anh em nào có điều kiện lấy luôn cặp này về nữa, về nuôi đẹp này, về làm giống tốt. Thì khi lái về thì mình sau này mình sẽ hướng dẫn ghép nha. Mình sẽ hướng dẫn ghép làm sao cho nó ra được cấu trúc đại bàng. Tại vì cái đuôi mấy con này nó trắng hết là sao đi ghép nó dễ ra lắm. Đây mình để lại thế này. Bên này nó lạnh quá cho nên mình không dám đem ra ngoài này. Con này nó đem ra ngoài nó đứng lên bộ nó đẹp lắm nè. Cái con này cũng con gấu trúc của mình em nè. Con này con mái mình giữ lại nè. Đuôi trắng hết em thấy không? Cái này sau đúc mình đúc đại bàng ok lắm nè. Con này là con của con ghen rừng. Ở bên này có hai con bạch anh em, hai con bạch này biết ăn rồi nè. Hai bạch tinh biết ăn. Thì hôm trước anh em nào dặn bạch đó thì đây nhắn lại cho mình nha, chứ còn nhiều anh em nhắn quá mình không nhớ. Anh em nào nhắn trước thì mình để thôi. Đây cặp bạch này 15 triệu nha anh em, cặp bạch này 15 triệu. Còn con kia thì nó đang bị gấu trúc kia, nó đang bị sâu lông cho nên mình đang nuôi. Rồi để mình coi, mình qua bên này mình quay của mình, mình quay con Indo này cho anh em xem. Giờ quay tập trung mình mới làm thêm cái tông sáng đây anh em, hai bên tông sáng này. Hôm trước nó tối quá, tối rồi chim nó chậm phát triển á, mình mới làm tông sáng lại quay cho anh em xem. Bữa nay nó đang thay lông anh em, đang thay lông mạnh rồi em thấy chưa. Cái này thì trong này mình chưa biết trống mái nha anh em, mình chỉ nghi trống mái thôi. Sau này á cái AV này thì mình chưa bán, nhưng mà sau này khi mà mình bắt đầu mình biết trống mái, mình lọc cặp từng cặp ra thì nó dư con nào thì mình mới chia sẻ cho anh em nha. Đây cũng là chúng, đây cũng là những con chim nhỏ của mình giữ lại thôi, nhưng mà mình bỏ vào thời gian nó phát triển như thế này anh em. Đó, tại vì giờ con chim nhỏ mình nhìn nhiều con nó không được đẹp, nhưng mà khi mà lớn lên thì nó sẽ khác nha. Nó đang thay lông anh em, mấy con này đang thay lông mạnh. Ở dưới này nè, dưới này anh em nhìn lông không à. Thay lông mình vẫn cho ăn sâu nha anh em, vẫn cho ăn cho sâu nè, sâu cám trái cây rồi thôi. Đây cái quả bên này mình quay. Con này chim trùng này cũng thay lông rồi nè, cặp này cũng thay lông, con bạch thay lông thôi, còn con mái chưa. Con Indolite của mình nó cũng đang thay lông gần xong rồi nè. Nó nhát. Con bạch là con trống rồi nè. Trùng này cái cây nó bị cháy mất. Đây con Indo này. Con Indo này anh em nào về là lấy. Cái con Indo này hôm trước là mình bán rồi, nhưng mà về cái chỗ chủ mới á, nó lạ AV cho nên nó bị ngước nhiều anh em, trong AV nó ngước nhiều cho nên là họ nuôi họ không thích chim ngước cho nên họ trả lại nè. Hôm trước là mình bán cho họ 4,8 triệu. Đây con này nếu anh em nào mà không, tại vì chim ở mình á thì nó ít ngước, nhưng mà về cái AV lạ là nó ngước anh em. Con này thì bây giờ mình họ đã trả lại thì bây giờ mình bán lại 4 triệu. Anh em nào cần thì liên hệ mình nha.
Còn bên đây máy bay này hôm trước mình đăng lên mình bán hết rồi anh em, mình chia sẻ hết lại rồi. Đây còn cái đây còn Indo trống 50 đây anh em. Indo trên lưng nó vảy cá này, bông vảy cá, đầu nó bông này, tách này, tách nó ok nha anh em, tách nó giống như là 62 á, tách nó to lắm. Đây anh em tự thẩm này, để mình bỏ vào bao vây này luôn cho nó sáng nó dễ quay á. Đây này, nó đây, nó đây nha anh em. Con này mình giao lưu 9 triệu nha. Cùng một con đồ trống này, tách cũng to nè, tầm to nhưng mà mấy cái chuồng này mình ít qua cho nên chim nó nhát. Con này tách cũng to nhưng mà cái màu nó mình không hiểu sao, mình không hiểu sao cái màu nó giống như là bị lỗi hay sao nè, nó cục cục cục. Chứ còn tách thì to. Anh em nào lái con này thì mình để 2,5 triệu nha. Mình còn con Indo 25 bên này nè, con Indo 25 đừng quên quay cho anh em xem. Mình mới làm lại hết vì hôm trước AV nó tối quá. Cái AV tập trung này hôm nay mình làm nó sáng là nhìn con chim nó bay nhảy nó khỏe hơn anh em này. AV này thì mình nuôi Indo. Nó của Indo nha, Indo con mình đúc ra mình nuôi nó. Con này cũng là AV tập trung nhưng mà chim nó nhỏ hơn nè. Chim bên đây thì chủ yếu là chim gen đầu trắng có trúc trong này nhiều. Đơn sản mình quay cho anh em xem. Chim này nó nhỏ anh em, chỉ có một hai con là nó lớn tuổi là nó lên máu đỏ rồi, còn lại đa số là nhỏ hết, cái chuồng nhỏ hơn chuồng bên kia nhiều nha. Đây bên này chủ yếu là gen đầu trắng nhiều anh em, gen đầu trắng gấu trúc đại bàn. Mình để qua năm mình làm giống, chắc chắn là sau này mình sẽ có chia lại, nhưng mà khi mà mình tách cặp hết ra rồi mình mới chia lại nha anh em. Cái con đứng đầu anh em nè, con đứng đó, con bay rồi. Đây nó đây, cái con này là xét nghiệm thì mái nhưng mà bộ giống như trống rồi nè, nó kêu gió đồ ghê lắm nhưng mà mình cũng không biết, bây giờ không biết trống hay mái luôn, nhưng mà mình đoán là chắc mình nghĩ là làm mái thôi vì nó kêu nhưng mà nó kêu không dài đó. Anh em thì nhìn nó lên cái bộ dễ sợ không, hay là nó trống ta, tại vì xét nghiệm đôi khi nó cũng sai, nó không hoàn toàn chính xác hết nè, mình không hiểu nó nguyên nhân là gì nhé. Có thể là nhờ cái chỗ xét nghiệm đó nó bị lộn mẫu với nhau, nhầm mẫu. Ở đây có con Indo 25 anh em nè, nhưng mà nhìn nó đang thui luôn là mình cũng thanh lý nha. Còn đây thì không có giọng, tại vì chim mà mình nuôi tập trung á là nó khó có giọng đó anh em. Nó sẽ có một con đầu đàn, cái con đầu đàn đó nó chủ yếu là cái con đầu đàn đó nó hợp giọng nhiều, còn mà mấy con khác nó bị sợ á, nó sẽ không ra giọng. Đây con Indo 25 này là bố Indo 50 mẹ bạch nè. Đây con này mình cũng thanh lý nha, con này là cũng thanh lý. Con này hôm trước mình có đưa cho cái bạn kia ghép nhưng mà về nó bạn kia không thích đó,
con này nó tiều tiều theo kiểu trong mang rồi, nhưng mà nó tại vì con chim á mình phải để một mình nó mới học học giọng nhanh được, còn lại mình để theo cặp á nó rất khó học giọng, hoặc là mình để ở vị tập trung nó rất khó học giọng nữa nè. Con này anh em nào lấy thì mình để lại 3 triệu nha, về ghép heng xui nha anh. Con này về ghép heng xui tại vì nó đang thui à, nhưng mà bộ đẹp, bộ nó dài chim. Mình có ổ chim mới nữa anh em nè. Ổ này nó nở nhưng mà mình sáng giờ mình cứ tiếc, có nghĩa là mình gửi trứng anh em, mình gửi cặp trứng của cặp đại bàng 3 trứng, nhưng mà mình không hiểu sao nó mai là nó nở rồi, đây nó nở nó tha bỏ anh em này. Mình không hiểu sao mà mai là nó nở rồi, nhưng mà nó khi sáng nó lại gấp 2 trứng, mình gấp trúng 2 trứng của cặp đại bàng ra nữa, nó gấp 2 trứng của cặp đại bàng ra anh em, mình tiếc đứt ruột luôn, nhưng mà mình không hiểu sao đây nở rồi anh em này. Khi sáng nó gấp mất 2 trứng rồi nha, đúng y 2 trứng gửi luôn, mình gửi từ cái lúc mà nó mới ấp á, nhưng mà bây giờ nó gần nữa rồi nó lại gấp. Cái cặp đây là bình thường mình gửi chim công hoặc là mình gửi trứng là rất là ok này, nhưng mà nay không hiểu lý do về gì mà nó gấp mất 2 trứng đó, cho nên chim là không có nói trước được điều gì nha anh em. Cho nên bán chim á, ví dụ như anh em chim ở nhà anh em nó sinh sản ok, anh em bao cho người ta bao sinh sản, bao nuôi con đẻ tốt, nhưng mà về ở đây người ta nó lại xin lỗi là bình thường này, nó khó lắm. Ngay cả cặp chim này với bình thường nó nuôi con đồ, nó ấp hộ đồ rất tốt, nhưng mà nay nó bị lỗi anh em này, nay không biết sao mà nó tha trứng ra. Kể cả chim mà anh em nuôi từ AV này, anh em bắt anh em chuyển qua AV này, ở AV này thì nó đã nuôi con rồi bình thường, nhưng chuyển qua AV này nó bắt đầu sinh ra phá trứng không đẻ rồi, nhiều thứ lắm. Cho nên là khi mà mình đổi AV phát là con chim nó khác liền nè, cho nên bao là không dám bao. Cái mình cho ấp hộ là của cặp này anh em này, cặp này là gen đại bàng nha, cho anh em xem này. Cặp này cái đầu nó to lắm, cặp này nó đẹp, con trống này nó đẹp lắm, cho nên là mình mới tiếc sáng giờ nó gấp mất 2 trứng, là ngày mai nó nữa rồi, không hiểu sao mà nó gấp. Còn cặp này anh em, cặp này Indo Line 50, cặp này anh em nào theo dõi những clip của mình thì biết mùa này là nó ra lứa đầu là nó ra ba bạch 50 nha anh em. Con mái là con có bông, còn con trống là con đứng trong nó không có bông nha anh em, con trống là không có bông, nhưng mà nó cũng là gen bạch. Nó mùa này nó ra hình như là được 3-4 được 5 con bạch 50 mình bán hết rồi, có lứa ra bạch có lứa không nha anh em. Đó anh em nghe giọng nó kìa. Con này đặc biệt á, con trống này nó sổ giọng trung mang nè, con trống này nó sổ giọng trung mang nha anh em. Để mình coi, mình tìm lại cái clip mình ghi được từ cái cam á, để mình đưa lên cho anh em xem. Đấy. Cặp này sinh sản tốt, nhưng mà như mình nói mình cũng không dám bao nha anh em, tại vì về nhà anh em tùy cái điều kiện nuôi của anh em nữa. Cặp này anh em nào lấy thì 18 triệu Indo 50 đã sinh sản rồi, và đặc biệt cái là được cái con trống này nó sổ giọng trung mang, là vì anh em làm chim thầy cũng được. Con này nó sổ giọng trung mang hay lắm ấy. Nó học từ cái con trung mang già của mình luôn. Đấy. Hai con này là đều lăn hết nha anh em. Con mái nè. Anh em nào mới chơi á thì lấy về nuôi ok nha. Cái tại vì giờ mình
mình nâng cấp lên nhé. Khi mà mình chim mình đã đúc ra rồi thì mình sẽ cái dòng 50 mình sẽ bán đi, mình sẽ đúc lên cái dòng cao hơn nha. Mùa hè anh em bỏ cái quả dứa, quả thơm này vào cho nó ăn tốt lắm anh em nè, nó giải nhiệt. Bên này chim còn nhỏ, bên này chắc cỡ tầm một tháng này chim nó mới thay lông anh em. Đây, con này. Cỡ tầm một tháng nữa. Rồi con này rất đẹp. Mình thấy cái con dây đầu trắng này nó vẫn đẹp nha anh em. Hay là nó trống ta, tại vì mình nhìn nó lanh lanh đó, nhưng mà nó nhỏ nhỏ nhỏ, mình đổ nó trống. Con gấu trúc này thì quá đẹp rồi. Anh em nào về làm gen thì ngon. Anh em nào mua luôn ba con này thì có giá tốt nha. Nếu cháu thấy cả ba con này thì có giá tốt. Mình đang nghi là hai con này thì mình nghi mái này, con này nghi trống, con này nó to vượt trội luôn. Nhưng mà ba con này là ba con khác tổ nha anh em, không cùng tổ. Để mình thả con này ra ngoài thử. Thả ra ngoài cho anh em xem. Sẽ nó bay. Đó, nó bay rồi nè. Bay đâu đây? Ô trời. Anh em thấy nó ra, nó lên bộ nó đẹp không?